Hoàng Loan này, tôi thấy có khán giả đặt câu hỏi cho Hoàng Loan. Bạn là Cường Bùi có hỏi là Loan có người yêu chưa? vẫn cứ một cái câu hỏi này vẫn chưa thoát được. Vẫn chưa thoát được. Thực ra thì từ trước giờ mọi người cũng đã hỏi rất là nhiều, thì Loan cũng đã trả lời rồi. Cho đến bây giờ thì thời điểm này thì vẫn y nguyên câu trả lời đấy. Vẫn y nguyên. Chưa có. Thôi để Loan nói trước đi. Thôi để Loan nói trước. Thôi được rồi, để Loan nói nhá. Dán cặp cần bơ, yêu không cần cớ, cần nhiều người quan tâm cơ. Hay. Vâng, quý vị khán giả ơi, tôi muốn bật mí là cầu thủ Hoàng Loan là thuộc cung Bảo Bình, mà cung Bảo Bình thì cực kỳ hợp với cung Bạch Dương luôn. Cho nên là những khán giả nào gọi là cung Bạch Dương thì comment ở phía dưới cho chúng tôi được biết nhá. Cầu thủ nào đã ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam trong trận chung kết gặp Indonesia tại SEA Games 30? Người đây. Ố gì đấy Hoàng Loan? Đang suy nghĩ, đang nhớ lại. Đang nhớ lại này. Hôm đó là chúng ta thắng 3-0 nhá. Anh nhớ lại. Tôi xin mời Hoàng Loan. Loan nghĩ là Văn Hậu á. Văn Hậu. Và Văn Hậu. Đây, Minh Đạt, Đoàn Văn Hậu, anh chị ơi, AB Văn Hậu cú đúc ạ. Và đáp án chính xác của chúng ta đó chính là Đoàn Văn Hậu. Rồi, như vậy là hòa rồi đúng không nhỉ? Đúng rồi, hòa. Thôi thì mình lại nói về chuyện là luyện tập trong những ngày nghỉ dịch đi. Hôm vừa rồi lướt Facebook thì thấy ấy, Hoàng Loan có đăng ảnh với caption là tập cho gầy nào, COVID phát phì rồi. Đấy. Vậy là những ngày nghỉ dịch thì Loan có bị tăng cân không ạ? Thấy đăng ảnh với caption như thế nhỉ? Thì từ lúc mình đi đá giải về trong khoảng thời gian mà mình được nghỉ thì mình cũng có tăng cân, nên là mình muốn là tập để vừa nâng cao sức khỏe, vừa để nói chung là để cho người nó nhẹ hơn. Đây, tôi thấy có một khán giả đang bình luận này. Khán giả đó có tên là Phạm Trần, tôi nghĩ chắc là Phạm Trần. Cảm xúc của Loan như thế nào khi mà được người hâm mộ cả nước quan tâm? Cảm xúc của Loan thì rất là vui khi được nhiều người quan tâm. Nói chung là chưa bao giờ Loan được có cái cảm xúc như thế. Nói chung là rất là hạnh phúc và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến Loan. Vậy thì thông qua livestream này thì Loan có muốn nhắn gửi gì tới khán giả đang theo dõi livestream ở trong những ngày nghỉ dịch mà không có bóng đá không này? Loan muốn nhắn nhủ các bạn là nhớ giữ gìn sức khỏe và chú ý đi lại, hạn chế đi lại giống như Loan, để bảo vệ cho những người mà đang phải chống dịch ạ. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.